đang nghe tổ quốc gọi tên mình bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Tiếng tổ quốc vọng về từ biển cả, bão tố sập sờn trăng lưới bùa vây. Tôi đang nghe tổ quốc gọi tên mình, bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào gành đá. Sóng cuồn cuộn lên sáng hình đất nước, một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đớn đau. Tổ quốc của tôi, tổ quốc của tôi, mấy ngàn năm chưa bao giờ ngồi nghỉ, ngọn đuốc hòa bình bao người đã ngã. Máu của người nhuộm mặt sóng biển đông. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Biết bao chiều mỗi người thao thức tiếng Việt Nam, biết bao chiều người lấy thân mình che chở. Tổ quốc linh thiêng, tổ quốc linh thiêng, ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa. Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe tổ quốc gọi tên. Trao hỗ trợ chương trình Mẹ đỡ đầu đợt 1 năm 2023.
6. Tặng quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. 7. Giao lưu văn nghệ. 8. Tặng quà cho các chi hội và các đội văn nghệ. 9. Mời lãnh đạo xã phát biểu. 10. Kết thúc hội nghị. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, về dự và chúc mừng cho hội viên phụ nữ xã nhà nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Thị Quý, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện lên tặng hoa chúc mừng. Xin kính mời đồng chí Ngô Thị Vinh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã lên nhận hoa. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hà Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân lên tặng hoa chúc mừng hội nghị. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Giới thiệu và kính mời đồng chí Trần Văn Thiết, Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân xã, thay mặt cho các đoàn thể trong xã lên tặng hoa chúc mừng hội nghị. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Kính mời bà Phùng Thị Phòng và bà Vũ Thị Kim Khả lên tặng hoa chúc mừng hội nghị. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt chúc mừng. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn tình cảm của các đồng chí lãnh đạo và các đại biểu về dự hội nghị ngày hôm nay. Kính chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Ngô Thị Phin, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, lên tham qua tài liệu tuyên truyền ôn lại lịch sử nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, kính thưa ông, thay mặt cho ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tôi xin thông qua tài liệu ôn lại lịch sử ngày quốc tế phụ nữ 1/8/3 và 1982. Chủ nghĩa tư bản ở Mỹ đã phát triển một cách mạnh mẽ, nền kinh tế đã thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào các nhà máy xí nghiệp làm việc. Nhưng con chủ nghĩa tư bản chẳng như mong rất để lại, trong công suất xung các hơn đó. Ngày 8/3/1899, nữ công nhân Mỹ đã đứng lên đấu tranh và tăng lương giảm giờ làm. Phong trào bắt đầu từ công nhân ngành dệt và ngành may tại thành phố Chicago và New York ở Mỹ. Mặc dù do tư bản ra tay đàn áp, chị em vẫn đoàn kết chặt chẽ, đấu tranh buộc chúng phải nhượng bộ. Cuộc đấu tranh của công nhân Mỹ đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào phụ nữ lao động trên thế giới, đặc biệt phụ nữ ở nước Đức. Năm 1910, Đại hội phong trào phụ nữ lao động trên thế giới, xã hội chủ nghĩa tại thủ đô Đan Mạch đã quyết định lấy ngày 8 tháng 3 làm ngày quốc tế phụ nữ, là ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với khẩu hiệu ngày làm 8 giờ, làm việc ngang nhau, tiền lương ngang nhau, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Từ đó ngày 8 tháng 3 trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới. Ở nước ta, ngày 8 tháng 3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc, giành lại chủ quyền dân tộc, là niềm tự hào và ý chí vươn lên của phụ nữ Việt Nam. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra vào năm 40 Công Nguyên, đầu Công Nguyên, cách chúng ta gần 2.000 năm. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, người phất cờ khởi nghĩa là phụ nữ, người xưng vương dựng nước là phụ nữ. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thất bại, đất nước và nhân dân ta bị phong kiến phương Bắc đô hộ, nhưng tiếng vang đó đời đời bất diệt.
nó đã gieo hạt giống tốt cho chủ nghĩa anh hùng Việt Nam, là không ruộng sợ địch, dù địch mạnh đến đâu, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng không chỉ biểu thị được tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam, mà còn nói lên khả năng hết sức lớn lao của người phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, cứ mỗi mùa xuân đến, các thế hệ phụ nữ chúng ta lại ôn lại kỷ niệm chiến công và sự hy sinh nẫm liệt của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị tướng anh hùng của dân tộc. Kính thưa hội nghị, để hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hoàn Long đã có nhiều hoạt động vô cùng ý nghĩa, thiết thực để hỗ trợ giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm cứ dịp này, hội luôn dành đến 5 đến 7 suất quà để hỗ trợ giúp đỡ hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trao hỗ trợ chương trình mẹ đỡ đầu cho một cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trong năm với số tiền là 6 triệu đồng trên một năm, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, tổng vệ sinh môi trường đường nàng ngõ xóm, tạo khí thế sôi nổi, tăng cường tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa các hội viên với nhau. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, mùng 8 tháng 3 năm 1910, mùng 8 tháng 3 năm 2023, cho phép tôi thay mặt các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã được gửi tới quý vị đại biểu khách quý, các bà, các mẹ, các chị lời kính chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Kính mong các bà, các chị trong thời gian tới tiếp tục ủng hộ cho phong trào phụ nữ để đưa phong trào phụ nữ xã Hoàn Long ngày càng phát triển hơn nữa, luôn xứng đáng với phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đam. Chúc các bà, các mẹ, các chị luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, thực hiện chương trình công tác hội, đây là năm thứ hai Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phát động quỹ mẹ đỡ đầu và nhận đỡ đầu mỗi năm một cháu mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận đỡ đầu cho cháu Đặng Đức Phú, sinh năm 2007, thôn Trấn Đông. Năm 2023, Hội tiếp tục phát động và nhận đỡ đầu cho cháu Đào Ngọc Long, sinh năm 2010, thôn Đại Hạnh. Mồ côi mẹ, hai anh em ở với nhau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Sau đây, xin mời cháu Đào Ngọc Long, sinh năm 2010, thôn Đại Hạnh, lên nhận hỗ trợ quỹ mẹ đỡ đầu 6 tháng đầu năm, năm 2023, với số tiền là 3 triệu đồng. Xin kính mời đồng chí Ngô Thị Phin, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, lên trao quỹ mẹ đỡ đầu cho cháu Long. Đề nghị hội nghị nhiệt liệt cảm ơn. Nhân dịp kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ xã duy trì nuôi lợn nhựa tiết kiệm. Năm 2023 được tổng số tiền là 2 triệu 100 nghìn đồng, được 7 suất quà tặng 7 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong xã. Sau đây, xin mời các bà, các chị có tên sau lên phía trên hội trường để nhận quà. 1. Cháu Lê Thị Hoa, thôn Đại Hạnh. 2. Bà Nguyễn Thị Thu, thôn Đại Hạnh. 3. Bà Quách Thị Bôn, thôn Đại Hạnh. 4. Bà Vũ Thị Bảy, thôn Trấn Đông. 5. Bà Vũ Thị Trờ, thôn Trấn Đông. 6. Bà Nguyễn Thị Nhiều, thôn Ngân Hạnh. 7. Bà Vũ Thị Phúc, thôn Hòa Mục. Xin trân trọng kính mời đồng chí Hà Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã và đồng chí Ngô Thị Phin, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã lên tặng quà. Còn hai trường hợp do điều kiện sức khỏe không thể đến hội trường để nhận quà thì trường hợp này chúng tôi sẽ gửi quà đến tận cơ sở thôn để trao trực tiếp đến các trường hợp này ạ.
đề nghị hội nghị nhiệt liệt cảm ơn. Tiếp theo, xin kính mời các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể hội nghị hướng lên sân khấu để thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các câu lạc bộ thể hiện. Mở đầu chương trình văn nghệ ngày hôm nay là tiết mục múa Đảng đã cho ta một mùa xuân do câu lạc bộ khiêu vũ thể thao thôn Đại Hạnh thể hiện. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tràn ánh sáng khắp nơi nơi, Đảng đã mang về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa tràn yêu đời. Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tầm tôi chốn lao tù bao vần căm, vần dương nghe ca đi khắp nơi ta ngõ đàn. Bóng tối lui dần, tiếng chim vui hót vang. Và rồi từ đây ánh dương soi đời mới, tiếp theo cờ Đảng đã thấy thương lại sáng tươi. Đảng đã cho ta cả mùa xuân của cuộc đời, Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai. Đảng đã mang lại khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xưa đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, đời từ nay sẽ sang tươi mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo Đảng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Vạn đời mùa xuân cuộc đời, Đảng truyền cho ta một niềm tin ở tương lai. Đảng đã mang lại tình yêu thương khắp nơi, thế giới quanh ta hân hoan ngàn tiếng cười. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau, đời từ nay sẽ sang tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo Đảng, băng giá tan dần ánh dương càng huy hoàng. Vàng đời mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá, khi ly tượng Đảng dựng sáng trong tim chúng ta. Đẹp như gấm hoa
ra Bắc vào Nam miền trời quê ta rộn vang tiếng hát. Bắc Nam một nhà vui một nhà vang tiếng hò hoa. Bạn mình ơi đón vui xuân về hân hoan. Biển trời xuân sáng Bắc Nam sum họp một nhà đông vui vui huy hoàng. Biển trời xuân trở về quê hương mình thương. Ôi hải hoan ta gạt mái chèo tự do ra khơi tự do vô lòng đời tự do. Biển trời bao la đẹp như gấm hoa, nước mây muôn màu những con tàu ra Bắc vào Nam biển trời quê ta rộn vang tiếng vang tiếng hò hoan. Là quan du quan trời Việt Nam gió reo nắng cười đàn bồ câu tắm trong vàng tươi. Người Việt Nam đón xuân xây thì đời tương lai. Biển trời quê ta bao năm chia rời cuộc đời chia đôi đôi phương trời. Biển trời quê ta ôi biển trời bao la đất sạch bóng thu từ Bắc vô Nam cờ sao tưng bừng người Việt Nam đón xuân về người Việt Nam đón xuân về người Việt Nam đón xuân về người Việt Nam đón xuân về. Mục của câu lạc bộ trung tâm xã Hoàn Long. Chương trình văn nghệ là tiết mục múa Cô lái đò bến Hạ của câu lạc bộ phụ nữ thôn Trấn Đông.
sông có con đò tên là đò Bến Hạ. Một ngày nghèo đoan trang, nhan sắc nàng như là một đóa hoa. Nhà vốn nghèo cho nên sớm xa lìa anh đến cùng mái trường. Ngày ngày ra bên giúp mẹ đưa đò, Bến Hạ đưa đò, gái đẹp đưa đò. Tiếp này trôi qua biết bao người qua đò sông Bến Hạ, nhiều khách đò ngây ngô hay trách nàng sao đò lại trống qua. Nhiều trai làng ba hoa ý như là đón nàng xung phép lạ, mà nào đâu biết sắc đẹp là mắt mơ, thấy đẹp quên giờ, gái đẹp đưa đò. Nhiều anh chàng khoe khoang chiếm tim nàng, nhưng nàng nào đã tìm. Vì tâm lòng băng chinh, ai đã nguyện chào người khơi chiến chinh. Đoàn anh hùng sáng sông, trái tim nàng trao về một bóng hình. Một người lính chiến đánh giặc quên mình, lính trận chân thành, lính trận trung tình.
Sing in the
xô nhập búa. Cuộc đời
cho hoa em ngào ngạt, hương hoa bay rào rạt, làng hoa em gọi mùa, mùa xuân. Lúa lên xanh thắm, bên hoa em thơm ngát, Hồ Tây ơi mùa xuân, tình ca đơm hoa từ lòng đất. Làng hoa em gọi mùa, mùa xuân. Lúa lên xanh thắm, bên hoa em thơm ngát, Hồ Tây ơi mùa xuân, tình ca đơm hoa từ lòng đất. Hậu đàm đàn cây súng thép quá
nghĩ mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quyết thắng giữa cánh đồng năm tân lúa, có nghe sẽ than về biển tiếng búa xôn xao. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo cơn mưa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Có chị em ta vui vui trên đường.
nói cho mà nghe, Tết năm nay mình vẫn còn trẻ. Xuân đang tới rồi nên nghĩ cũng muốn đi chơi. Này nào mình đi đón giấc mơ sáng mai gọi mời, nơi vòng tay ấm lên trăng rơi. Hoa ban trắng nở đầy con bạn nọ, hương sắc còn chưa phai. Đời mình đâu có mấy vui cớ sao lại buồn, biết ngày mai trắng đêm nay tròn buông. Em không bắt qua bao giờ rồi, tiếng không một ai than côi. Để mình nói cho mà nghe,
Sắp son đừng phai.
son đừng phai trường sơn ơi, cho dấu niềm vui bền tâm vững chi trong bước đi, nghe tiếng đồng quê nghe gió reo bờ tre gốc lúa, nghe tiếng người miền thương vẫn dặn dò giữ vững truyền thống của đất nước trường sơn.
kết thúc chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục Nhảy Zumba Sa Phong đến từ câu lạc bộ phụ nữ thôn. Chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Quảng Lục, bà Nguyễn Thị Hằng, chủ
nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ thể thao thôn Đại Hạnh. Bà Nguyễn Thị Sen, chủ nhiệm câu lạc bộ trung tâm xã Hòa Long. Bà Đỗ Thị Dung, chủ nhiệm câu lạc bộ Ánh Mai Vàng. Bà Đỗ Thị Tuyến, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ thôn Ngân Hạnh. Bà Nguyễn Thị Hoan, chủ nhiệm câu lạc bộ phụ nữ thôn Hòa Mục. Xin trân trọng kính mời đồng chí Hà Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Văn Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy lên tặng quà. Trong khu vực và thế giới, phụ nữ Việt Nam đã và đang ngày càng chủ động, tự tin,
và khẳng định bản lĩnh của mình trong việc lãnh đạo, quản lý, làm thiết kế và nghiên cứu. Có thể khẳng định rằng phụ nữ Việt Nam đang ngày càng trưởng thành hơn về mọi mặt, bởi lẽ khi nhận thức về mình cảnh giới được nâng lên, người phụ nữ được tôn trọng và bình đẳng hơn, thì vị thế của người phụ nữ trong xã hội sẽ không ngày càng được khẳng định. Các quyền lợi hợp pháp chính đáng của phụ nữ cũng được ngày càng mở rộng và đầy đủ hơn. Đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của đại bộ phận phụ nữ cũng theo đó mà được cải thiện. Phụ nữ ngày nay đã phát huy truyền thống tốt đẹp của mình, đã và đang có những đóng góp to lớn trên tất cả các lĩnh vực đời sống của xã hội, góp phần quan trọng của công cuộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Thưa toàn thể quý vị đại biểu, người ta thường nói rằng phía sau thành công của một người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Điều này quả thật không sai. Chúng ta có được thành công trong sự nghiệp hay hạnh phúc trong cuộc sống gia đình hay không đều một phần nhờ có đức hy sinh, lòng vị tha của các bà, các mẹ, các chị, những tấm gương người phụ nữ bất khuất, kiên trung không phải đâu xa mà đang ở ngay bên cạnh của chúng ta. Chính là những người phụ nữ nhân hậu đã đang trong gia đình. Bởi vì chúng ta hiểu rằng trái tim người phụ nữ, tâm hồn người phụ nữ vốn tích được xem là những kỳ quan giá trị trong kho tàng văn hóa nhân loại. Có nhà văn đã từng nói, bên cạnh ánh sáng lung linh của các vì sao còn có ánh sáng yên dịu và huyền bí của tâm hồn của người phụ nữ. Quả thực người ta yêu quý phụ nữ như yêu quý một điều gì đó rất thiêng liêng và cao đẹp. Trải qua đêm trường thế kỷ của chiến tranh, của chế độ phong kiến bất công, hình ảnh những người mẹ, người chị của dân tộc Việt Nam càng trở nên sáng ngời rạng rỡ. Họ đã khẳng định và chứng minh được phẩm chất của mình là những đóa sen trong hồn đẹp dịu dàng và đầy thanh khiết, luôn kiên cường, dũng cảm, cần cù lao động, sáng tạo và thông minh. Phụ nữ Việt Nam chính là người vai trò đặc biệt quan trọng trong giữ gìn, phát triển bản sắc cũng như tinh thần văn hóa của dân tộc. Họ cũng chính là người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra biết bao thế hệ anh hùng của dân tộc. Trong công cuộc xây dựng đất nước, phụ nữ đã có những đóng góp hết sức quan trọng thúc đẩy sự phát triển xã hội. Nam giới mỗi ngày 8 tháng 3 là dịp đặc biệt để thể hiện sự đa năng của mình cho những người phụ nữ yêu quý của mình. Trong 365 ngày của năm, phụ nữ có riêng một ngày để được cả xã hội quan tâm, ngợi ca cũng như bày tỏ niềm kính trọng, một ngày dành riêng để tôn vinh những vất vả của những người mẹ tảo tần, những người vợ đảm đang, những người đã buôn vén xây dựng tổ ấm của gia đình. Phụ nữ lại không chỉ là người vợ nội trợ trong gia đình mà họ còn là người lao động kiếm tiền, là nhân tố quan trọng góp phần trong sự phát triển xã hội. Ngoài ra họ còn là người gánh vác trách nhiệm sinh lập, nuôi dạy con cái trưởng thành. Họ đang hướng tới hình ảnh thành đạt hơn, đảm đang hơn, xinh đẹp hơn và tự tin hơn. Phụ nữ ngày càng có nhiều đóng góp tài năng và trí tuệ cũng như công sức lao động trong nhiều lĩnh vực và đời sống. Thế nhưng đâu đó trong xã hội vẫn còn sự bất bình đẳng, sự đối xử bất công đối với người phụ nữ và nạn bạo hành dùng vũ lực đối với nữ giới vẫn còn tiếp diễn ở một số nơi. Xin chân thành cảm ơn những người phụ nữ, đó là những người bà, người mẹ hiền, tần tảo sớm hôm, một nắng hai sương, hết lòng vì chồng vì con, người đã đặt nền móng cho những viên gạch đầu tiên trong cuộc đời của mỗi người, nhẹ lên những bước chân nhỏ bé của đời. Đầu đời con trẻ, người đã nuôi dạy bảo ban từ lời ăn tiếng nói cho đến việc làm dù bất kể là nhỏ nhất. Người đã gieo biết bao ước mơ, niềm tin và hy vọng và những đứa con. Người đã thổi vào tâm hồn của chúng ta về niềm tự hào, về sự biết ơn sinh thành của công cha và người mẹ. Những người phụ nữ đáng quý đó đều xứng đáng là những người bà mẹ anh hùng trong mỗi gia đình và đáng được để được cả cộng đồng sau ghi nhận với sự biết ơn và tri ân sâu sắc. Nhân dịp 8/3 năm nay, một lần nữa tôi xin gửi đến các chị em phụ nữ những tình cảm chân thương quý trọng cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc chị em luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Giao nhiệm vụ của đồng chí, kính chúc đồng chí và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.
trân trọng cảm ơn đồng chí ạ. Kính thưa hội nghị, qua một buổi sáng làm việc khẩn trương với tinh thần đoàn kết, hội nghị đã ghi kết các nội dung đã đề ra. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các bà các chị đã đến tham dự hội nghị. Sự hiện diện của quý vị đại biểu là niềm cổ vũ động viên to lớn đối với hội liên hiệp phụ nữ xã. Nhân dịp này, thay mặt cho hội liên hiệp phụ nữ xã,